trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 89, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 1 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần sám hối trong đoạn khai thị của đệ nhất thời. Chúng ta xem từ nguyện thứ tư trong Phổ Hiền Thập Nguyện: tứ giả sám hối nghiệp chướng. Cổ nhân thường nói, con người chẳng phải thánh hiền, ai mà không lỗi? Có lỗi biết sửa, đó mới là tốt lành nhất. Cho nên cách tu sám hối này có thể nói là phổ biến trong tất cả thánh giáo thế gian và xuất thế gian. Chúng ta xem khắp tất cả tôn giáo trên thế giới, những vị giáo chủ, tiên tri, nhà truyền giáo của họ chẳng một ai mà không dạy người thường phải hối cải. Hối là sám hối, cải là sửa lỗi. Tại trong Phật Pháp, hai chữ sám hối này là phản hoa hợp dịch. Sám là sám ma, là tiếng Phạn. Hối là hối cải, là ý nghĩa của tiếng Hoa. Bởi vì chữ sám của tiếng Phạn và chữ hối của tiếng Hoa, ý nghĩa của hai chữ này gần giống nhau, nên ghép chung lại gọi là sám hối. Cách sám hối chú trọng nơi phát lộ. Cái gì gọi là phát lộ? Lộ là bày tỏ ra hết. Ta có lỗi lầm, đã làm sai, không nên che giấu mà phải nói cho đại chúng biết, tức là ngày nay gọi là thẳng bạch. Có nghĩa là ở trước mặt đại chúng nói ra lỗi lầm của mình, tiếp nhận sự quở trách và giáo huấn của đại chúng, sau đó hoàn toàn hối cải, về sau không còn tái phạm nữa. Cách sám hối này mới thật sự có công đức, về sau không còn tái phạm nữa. Năm xưa tôi thân cận đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia dạy, ngài dạy tôi. Lúc bấy giờ tôi vừa mới tiếp xúc được Phật Pháp. Trong Phật Pháp có những quy củ nghi thức tôi không biết gì cả, nhưng đại sư rất là từ bi. Ngài bảo tôi rằng Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Trong Phật Pháp, sám hối vô cùng vô cùng quan trọng. Cái gì gọi là sám hối? Có lỗi biết sửa, về sau không tái phạm nữa. Đó là thật sự sám hối. Ngài nói những nghi thức không quan trọng, đối với tôi là người sơ học mà nói thì tôi rất có thọ dụng. Sám hối quan trọng nhất là tự mình phải biết lỗi lầm của mình.
Từ khi tôi học Phật cho đến nhiều năm sau, tôi mới thật sự hiểu rõ nhà Phật thường nói khai ngộ. Thế nào là khai ngộ? Khi chúng ta nghe đến khai ngộ thì cảm thấy rất huyền diệu. Sau này tôi tiếp xúc kinh giáo nhiều rồi, tôi mới thật sự hiểu rõ thế nào là khai ngộ. Biết được lỗi lầm của mình thì gọi là khai ngộ. Mà biết sửa lỗi lầm của mình thì gọi là sám hối. Sám hối là công phu tu hành chân chánh. Trong phương pháp tu học này, cái khó nhất là biết lỗi của mình. Người nào mà biết lỗi của mình thì người đó không mê, người đó đã giác ngộ. Có lỗi lầm vô lượng vô biên là do khởi tâm động niệm và lời nói hành vi. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện có nói: chúng sanh trong Diêm Phù Đề, đơn giản mà nói tức là chúng sanh trên quả địa cầu này, khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Những người mới học Phật như chúng ta thì nghe nói như vậy thì cảm thấy hình như trong kinh Phật nói quá đáng. Khởi tâm động niệm đều là tội lỗi, chưa chắc. Có những người khởi tâm động niệm là thiện niệm, không lẽ cũng là tội hay sao? Cho nên đối với Phật Pháp, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, phải sanh tâm kính ngưỡng. Đích thật là khó, quá khó, quá khó. Phật thuyết Pháp tiêu chuẩn khác nhau. Bất luận một người nào là thiện niệm hay ác niệm, thiện hạnh hay là ác hạnh, nếu quý vị không thể ra khỏi lục đạo luân hồi, theo cách nhìn của chư Phật Bồ Tát hoặc là bậc đại triệt đại ngộ, những thiện hạnh đó cũng không phải là chân thiện. Vậy thiện hạnh chân chánh như thế nào? Thiện hạnh chân chánh là phải ra khỏi luân hồi, siêu việt thập pháp giới. Nếu không ra khỏi luân hồi, không phải là tội thì là cái gì? Quý vị phải nhìn theo cách này thì mới hiểu được kinh Phật nói không sai. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi, dù tâm địa hiền lương, không vì mình, chỉ vì quốc gia, vì dân tộc, vì tất cả chúng sanh, đó là việc tốt, rất hiếm có, là bậc thánh nhân thế gian. Nhưng thì thế nào nếu không đoạn kiến tư phiền não? Tuy giảm bớt được danh văn lợi dưỡng, nhưng không nhổ được tận gốc. Tuy xả kỷ vị tha vẫn còn có giới hạn. Cho dù hy sinh thân thành nhân giữ lấy nghĩa, nhưng vẫn còn có phân biệt chấp trước, còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là nhân, chấp trước kia là nghĩa.
Ta phải làm người có nhân, ta phải làm người có nghĩa, thì không ra khỏi tam giới. Trong cái lý này rất sâu. Nếu chúng ta không thâm nhập kinh tạng, không thế nhập đại thừa, thì những lời của Phật Bồ Tát nói trong kinh luận, chúng ta thật không dễ gì hiểu rõ. Không hiểu rõ cũng không sao. Có rất nhiều chỗ chúng ta hiểu lầm ý nghĩa trong kinh Phật nói. Đó gọi là chỉ sai một ly, đi xa ngàn dặm. Vì vậy, khiến cho chúng tôi nghĩ đến bài kệ khai kinh Nguyện Giải Như Lai chân thật nghĩa. Không dễ gì hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai. Câu Nguyện Giải Như Lai chân thật nghĩa là chuyện khó khăn như vậy. Năm xưa thầy Lý đã từng nói với tôi rằng giảng một câu kệ khai kinh này, ngài nói ý nghĩa đôi bên của chúng ta đều không biết, thì làm sao hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng tôi nghĩ rằng không sai. Ai có thể hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai? Chúng ta hạ mức độ đến thấp nhất là đã đoạn kiến tư phiền não và đã đoạn trần sa phiền não, cũng đã phá được một hai phẩm vô minh, thì quý vị mới hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu quý vị chưa đoạn phiền não tạp khí thì quý vị làm sao hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai? Nghĩa chân thật của Như Lai là tự tánh tâm thanh tịnh, viên mãn lưu lộ. Chúng ta đã hoàn toàn mê mất tự tánh tâm thanh tịnh. Đó là đạo lý như vậy. Nay chúng ta hiểu được đạo lý này thì chúng ta cũng đồng ý không hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Ngày nay chúng ta phải cố gắng tu tập. Trước tiên phải đoạn kiến tư phiền não. Bắt đầu đoạn từ đâu? Tôi cũng thường nói điều này và khuyến khích các đồng học. Tôi cũng hết lòng cố gắng đang học tập. Chúng ta phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạn. Đây là cái ải đầu tiên. Nếu còn có những thứ này tồn tại thì chúng ta không thể tiếp xúc được Pháp Đại Thừa. Nếu không chịu buông bỏ, vẫn là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Làm sao mà không có lỗi lầm? Nhất định phải thật sự buông xuống. Sau khi buông xuống thì quý vị mới có thể nhìn thấu. Nhìn thấu là trí huệ hiện tiền, hoảng nhiên đại ngộ. Đại ngộ cũng có thứ bậc. Thật tại mà nói, hoảng nhiên đại ngộ chỉ là ngộ một chút, qua mấy ngày hoặc là qua mấy tháng thì lại có một lần hoảng nhiên đại ngộ, lại ngộ nhiều hơn một chút. Cổ đức thường nói, chúng ta tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Nếu quý vị muốn khai ngộ,
mà không chịu buông xuống những phiền não tạp khí thì quý vị không thể khai ngộ. Phật Bồ Tát tại trong kinh điển có nói những lời này mà chúng ta nghe rồi, thật tại mà nói, hiểu hình như không hiểu. Không phải thật sự hiểu. Nếu thật sự hiểu thì tư tưởng kiến giải, lời nói hành vi của chúng ta sẽ thay đổi. Đối với trước kia hoàn toàn khác hẳn. Trước kia quý vị chưa hiểu thì gọi là phàm phu, nay thật sự hiểu rồi thì quý vị là thánh nhân, là bậc siêu phàm nhập thánh, phá mê khai ngộ. Tâm tư của thánh nhân và hành vi của thánh nhân, các ngài biểu hiện ra là xả kỷ vị tha. Quý vị hãy chú tâm mà xem xét, các ngài khởi tâm động niệm, lời nói hành vi hoàn toàn tương ứng với những gì trong kinh đã nói. Quý vị chú tâm mà xem xét. Lời của các ngài nói, những điều các ngài đã làm đều đúng như trong kinh điển đã nói, tức là các hạnh của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta hãy tỉ mỉ quan sát Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thấy hạnh nghiệp suốt một đời của ngài có giống với những gì trong kinh đã nói hay không? Phàm là những người đã giác ngộ, họ biểu hiện suốt một đời, bất luận là trong sinh hoạt, trong công việc hay trong sự sự đối người tiếp vật, đều lấy kinh điển làm tiêu chuẩn để đo lường, nhất định là tương ứng. Đây gọi là chân học Phật, cũng thật sự sám trừ hết nghiệp chướng của mình. Sám hối là đặc biệt đối với nghiệp chướng mà nói. Ở phần trước chúng tôi đã có giảng về nghiệp chướng. Trong bài kệ hồi hướng thường đọc câu nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, câu này tức là sám hối nghiệp chướng. Phía trước của nghiệp chướng là hoặc chướng, tức là mê hoặc. Phía sau của nghiệp chướng là báo chướng, báo là quả báo. Hoặc là vô minh. Nghiệp là phân biệt chấp trước. Đó là chúng tôi giảng theo Kinh Hoa Nghiêm. Còn nếu thông thường giảng các kinh Đại Thừa theo thuật ngữ mà Phật thường nói, hoặc chướng tức là vô minh phiền não. Nghiệp chướng tức là trần sa phiền não, và kiến tư phiền não. Đó là thuộc về nghiệp. Còn báo chướng là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là báo chướng, gọi chung là tam chướng. Trong tam chướng có nhân, có quả. Nếu nói cho đủ thì có nhân, có duyên, có quả. Nghiệp là nhân,
hoặc là duyên. Y chánh trang nghiêm trong lục đạo là quả, nên gọi là lục đạo khổ. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết tam giới đều khổ. Trong dục giới thì có ba loại khổ, tức khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Quý vị đều phải chịu những sự khổ này, quý vị không có cách nào, không có cách nào tránh khỏi. Bất luận quý vị hành thiện hay tạo ác, quý vị cũng phải chịu khổ. Trong sắc giới thiền thì có công phu thiền định, có thể chế phục được một phần tạp khí phiền não, cho nên họ không có khổ khổ, nhưng họ có hoại khổ, có hành khổ. Đạt đến vô sắc giới thiên thì cao rồi, kể cả thân thể cũng không cần. Người thông thường chúng ta gọi là vô sắc giới, là gọi vô sắc giới là linh giới. Họ không có hình tướng, cho nên họ không có hoại khổ, nhưng họ có hành khổ. Cho nên Phật nói tam giới đều là khổ. Tam giới là nhà lửa. Chúng ta chỉ có cách sám hối nghiệp chướng, phải thật sự sám trừ nghiệp chướng thì quý vị mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Đó mới gọi là chân chánh thiện. Cho nên từ góc độ này mà nhìn, những lời trong kinh Địa Tạng nói đó là thật, không phải giả. Chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Ngài là lấy Pháp Thân Bồ Tát để làm tiêu chuẩn, dùng cái thiện của Pháp Thân Bồ Tát làm tiêu chuẩn để nhìn chúng sanh trong lục đạo. Đến thiên đạo vẫn chưa phải là thiện, vì chưa ra khỏi luân hồi. Hưởng hết phước báo của trời, trong A Lại Gia Thức vẫn còn có chủng tử của tạp khí ác. Sau khi hưởng hết phước thì đọa xuống luân hồi. Cho nên không phải là thiện. Nếu là chân thiện thì vĩnh viễn không còn đọa lạc, chỉ có siêu việt. Ngoại trừ siêu việt ra không còn biện pháp nào khác. Siêu việt lục đạo khi đạt đến tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới thì kể là thiện rồi, là tiểu thiện, không phải là đại thiện, không phải là cái thiện cứu cánh viên mãn. Cái thiện cứu cánh viên mãn là nhất chân pháp giới. Cho nên quý vị vẫn còn phải siêu việt tứ thánh pháp giới. Hay nói cách khác, trong Phật môn tu pháp sám hối là từ sơ phát tâm đến đẳng giác Bồ Tát, cũng không thể lìa khỏi pháp sám hối. Đẳng giác Bồ Tát vẫn phải tu pháp sám hối nghiệp chướng. Họ còn có nghiệp chướng gì? Họ hãy còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó là nghiệp chướng của họ. Cho nên quý vị nên biết, bậc đẳng giác Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều là đới nghiệp vãng sanh. Họ mang theo nghiệp ít nhất, họ chỉ mang theo một phẩm sanh tướng vô minh. Thế mới biết pháp môn Tịnh Tông không thể nghĩ bàn, còn các cõi tịnh độ của chư Phật Như Lai khác chỉ có thể mang theo nghiệp vô minh, nhưng không thể mang theo kiến tư phiền não và trần sa phiền não. Chỉ riêng Tịnh Độ Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thể mang theo trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Có thể nói trong các cõi tịnh độ của chư Phật khác
tìm không ra một cõi như vậy. Nếu quý vị y theo những pháp môn khác tu sám hối nghiệp chướng thì cũng như tính số điểm thành tích học tập của quý vị trong trường học vậy. Quý vị phải đạt đến 50 điểm mới đủ điểm trung bình. Nhưng còn ở Tây Phương Tịnh Độ thì khác hẳn. Tiêu chuẩn của Tây Phương Tịnh Độ rất thấp. Sám hối nghiệp chướng chỉ cần khoảng 5 điểm thì được vãng sanh. Còn những pháp môn khác, những cõi nước của chư Phật khác phải là 50 điểm thì quý vị mới được vãng sanh. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, lấy tiêu chuẩn là 5 điểm thì được rồi. Đối với hạng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta mà nói, chỉ cần chúng ta cố gắng thêm mà có thể sám trừ được một ít nghiệp chướng của mình thì có thể vãng sanh. Điều này không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng điểm này. Sau khi nhận biết rõ ràng rồi thì quý vị mới thật sự khẳng định pháp môn này. Ngoại trừ pháp môn này ra, nếu chúng ta tu học bất luận pháp môn nào khác cũng không thể thành tựu. Đó tức là tự mình không có khả năng tu sám hối nghiệp chướng sâu nặng, tự mình không có cách nào sám trừ được. Phương pháp tu sám hối là mỗi ngày phải phản tỉnh, mỗi ngày phải nghĩ đến lỗi lầm của mình. Như khóa tụng niệm sáng tối của chúng ta. Vì sao phải tụng niệm khóa sáng tối? Tụng niệm khóa sáng tối có những lợi ích gì? Tụng niệm khóa sáng tối không phải là tụng cho Phật Bồ Tát nghe, mà là tụng cho mình nghe. Nhất định phải hiểu rõ minh bạch cái nghĩa này. Khóa tụng niệm sáng tối là tu pháp môn sám hối. Khóa tụng buổi sáng là đánh thức mình. Cho nên chúng tôi chọn đọc phần kinh văn là đọc 48 lời nguyện của A Di Đà Phật để đánh thức mình. Có nghĩa là cách nghĩ của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, hành vi của chúng ta làm sao có thể tương ứng với mỗi lời nguyện trong 48 lời nguyện. Mỗi ngày buổi sáng là phải tụng niệm để đánh thức mình. Còn khóa niệm tụng niệm buổi tối là phản tỉnh. Phải tương ứng với lời của Phật dạy là đúng. Hôm nay chúng ta đã thực hành được, ngày mai phải duy trì không để mất đi. Nếu không thực hành được thì phải sanh tâm hổ thẹn. Nhất định phải phát cái tâm sửa lỗi. Ngày mai ta nhất định phải làm cho được. Cách tụng niệm khóa sáng tối là như vậy thì nhất định có công đức, là giúp cho quý vị sám hối, giúp cho quý vị phát hiện lỗi lầm, giúp cho quý vị sửa đổi lỗi lầm thì gọi là tu hành. Tu hành là tu chính tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm và lời nói sai lầm của mình.
lời nói hành vi đều sanh từ ý niệm, cho nên tư tưởng sai lầm là quan trọng hơn hết. Bởi vì cách nghĩ sai lầm của quý vị mới dẫn đến lời nói hành vi sai lầm. Cho nên tu hành ý nghiệp là quan trọng hơn hết. Tu hành là tu chính tư tưởng sai lầm của chúng ta, hy vọng có được chánh tri chánh kiến. Nay chúng ta trong giai đoạn này, ngoại trừ đọc kinh, nghe kinh ra, không còn có phương pháp thứ hai nào khác. Đọc kinh, nghe kinh là lấy kinh làm chủ. Quý vị phải ghi nhớ, trước khi Thích Ca Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài có dạy cho chúng ta tứ y pháp bất y nhân. Tức là chúng ta nghe người ta giảng những gì, phải tìm cho ra y cứ lý luận trong kinh. Cho nên tất cả những gì mà do người ta nói, chúng ta chỉ có thể dùng để tham khảo mà thôi. Rốt cuộc họ nói đúng hay là nói không đúng, chúng ta phải có trí huệ để phân biệt, không thể mù quáng hùa theo. Nếu mù quáng hùa theo thì chúng ta ngu si, chúng ta sẽ đi lầm đường. Cho nên phải có trí huệ để chọn lựa. Sự việc này không phải là chuyện dễ dàng. Căn tánh của chúng sanh không đồng. Phật đối với những chúng sanh thuộc căn tánh nào thì Ngài cũng có cách thuyết pháp để độ họ. Thí như rõ ràng nhất, Phật đối với người nào mà chấp có thì Ngài giảng không. Giảng không là ý nghĩa gì? Là phá cái chấp có của họ. Thế nhưng có hạng người chấp không thì Phật giảng có, để phá cái chấp không của họ. Phật thuyết pháp là để phá chấp trước của chúng sanh, phá phân biệt của chúng sanh, phá vọng tưởng của chúng sanh. Vì vọng tưởng chấp trước của chúng sanh không đồng, nên Phật dùng phương pháp thiện xảo phương tiện cũng khác nhau. Nếu chúng sanh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì Phật không có pháp gì để nói. Không có pháp gì để nói mới gọi là chân thiết pháp. Ai hiểu được? Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát. Phải là Pháp Thân Bồ Tát thuộc hàng thâm vị mới hiểu được. Không cần nói lục đạo phàm phu không hiểu nổi, cho đến thanh văn. Duyên giác Bồ Tát trong chính Pháp giới cũng không hiểu. Cho nên thuyết pháp là một việc rất khó khăn. Thế nhưng thuyết pháp có một tổng nguyên tắc. Nếu chúng ta nắm được tổng nguyên tắc này thì chúng ta đối với những cách thuyết pháp khác nhau của chư Phật Bồ Tát thì trong tâm chúng ta đã hiểu được thuyết pháp như thế nào. Cái gì gọi là tổng nguyên tắc? Tổng nguyên tắc là khế cơ, tức là khế cơ khế lý. Khế cơ là thích hợp nhu cầu hiện tại cho người đó. Đối với người đó, họ có thể hiểu có sự lợi ích, gọi là khế cơ. Còn khế lý thì nhất định không trái với lý. Thuyết pháp phải khế cơ khế lý. Đó là tổng nguyên tắc và tổng cương lĩnh của tất cả chư Phật Bồ Tát trong khắp pháp giới hư không giới, là để độ tất cả chúng sanh.
danh hiệu của tổng nguyên tắc và tổng cương lĩnh trong Phật Pháp Đại Thừa mà nói, tức là một câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tên gốc của tánh đức, là tên gọi vốn có trong tự tánh của mỗi một chúng sanh. Phật dạy chúng ta trì danh niệm Phật, tất cả chư Phật đều dạy chúng ta như thế, dùng cái danh hiệu này để đánh thức tánh đức của chính mình, gọi nó trở về. Đó là ý nghĩa như vậy. Chữ Phật này, Phật dạy chúng ta nhất định phải nhận biết cho rõ ràng cái gì gọi là Phật. Trong Phật, trong Pháp Đại Thừa có giảng rất nhiều. Phật là chân tâm của quý vị, không phải ở bên ngoài. Tự tánh chân tâm gọi là Phật. Tiếng Ấn Độ gọi là Phật. Gọi là tánh. Gọi là bản lai diện mục. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch ý nghĩa của chữ Phật này. Sau đó, đối với những danh từ thuật ngữ thì chúng ta sẽ dần dần thể hội được đôi chút tin Phật là tự tin mình có chân tâm, tự tin mình có bản tánh. Quý vị xem trong phần khai thị phía trước có câu: A-di-đà Phật tức là tâm ta. Quý vị tin A-di-đà Phật là tin cái tâm của chính mình. Niệm A-di-đà Phật là niệm cái tên gốc của chính tâm mình. Nếu ta không tin Phật, tức là không tin chân tâm của chính mình, không tin cái tên gốc của chính mình, nghĩa là thế nào? Là mê hoặc điên đảo. Thiền sư Trung Phong khai thị rất rõ ràng: A-di-đà Phật tức là tâm ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật. Tịnh độ tức cõi này, cõi này tức tịnh độ. Tất cả chư Phật đều nói cái pháp này là pháp khó tin. Tại vì sao? Vì con người đã mê. Họ tin tưởng cái gì? Họ tin tưởng phiền não tạp khí của mình. Họ nghĩ rằng tham sân si mạng, tự tư tự lợi đều là của mình. Cho nên họ mới tạo lục đạo luân hồi. Họ khởi tâm động niệm, tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên, tạo thành nghiệp hoặc luân hồi. Họ ở trong luân hồi chịu khổ chịu nạn, thật là oan uổng. Họ vốn là Phật, họ vốn là được đại tự tại, họ có trí huệ vô lượng vô biên, họ có đức năng vô lượng vô biên, họ có tướng hảo vô lượng vô biên. Hiện nay họ đều đã mê mất hết. Còn chư Phật Bồ Tát, các ngài đều là bậc tái lai, là những vị đã giác ngộ. Các ngài đem phương pháp và những kinh điển, kinh nghiệm của sự giác ngộ khôi phục bản tánh như thế nào, các ngài giảng dạy cho chúng ta, để cho chúng ta thuận tiện y theo mà tu học. Y theo phương pháp đó mà tu học thì sẽ bớt được nhiều sự việc. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, thì trong đời này phải cố gắng mà tu học, thì quý vị trong đời này nhất định có thể chứng đắc.
Nếu quý vị hỏi chứng đắc được điều gì, tôi xin nói một cách hiện thực nhất, quý vị chứng đắc là tướng mạo của quý vị càng ngày càng tốt, quý vị càng ngày càng trẻ, càng ngày càng khỏe mạnh. Quý vị trong đời này có thể đạt được cái thân kim cang bất hoại, quý vị vĩnh viễn không sanh bệnh, vĩnh viễn không già yếu, vĩnh viễn vui sướng. Bất luận làm việc gì thì mọi việc đều thuận lợi, mọi việc đều như ý, gọi là Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Những sự lợi ích như vậy quý vị đều có thể đạt được. Đây là nói một cách hiện thực nhất, không có một tơ hào huyền diệu gì cả. Nếu quý vị không đạt được là vì quý vị không hiểu đạo lý này, không hiểu được phương pháp này, tức là quý vị đã học sai rồi. Nếu quý vị thật sự hiểu được lý luận này, hiểu được phương pháp này, quý vị tu học không có thiên lệch sai lầm chút nào, thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được những quả báo như trên đã nói. Vậy phải mất thời gian bao lâu thì quý vị mới cảm thấy có hiệu quả? Chỉ cần 3 tháng. Từ 3 tháng đến nửa năm thì quý vị sẽ cảm thấy có hiệu quả. Lúc đó quý vị sẽ sanh lòng tin. Tư tưởng và hành vi của quý vị sẽ thay đổi. Sự thay đổi này là do quý vị thật sự làm. Sự thay đổi là từ tướng mạo và thể chất của quý vị, thái độ của quý vị khi xử sự đối người tiếp vật thì nhìn thấy rất rõ rệt. Đó là quý vị thật sự làm, cũng thật sự dụng công. Nếu quý vị không thật sự làm thì không được. Người ta vừa nhìn thấy thì biết ngay. Tại vì sao? Vì tướng mạo của quý vị không có thay đổi chút nào. Cái đạo lý này khoa học hiện nay đã chứng minh. Cho nên lần này chúng tôi đã mời tiến sĩ Giang Bản Thắng đến thăm viếng bên này. Nhưng rất tiếc là ông đến thăm viếng lại là lúc tôi phải đi thăm viếng Tây Tạng. Thời gian của chúng tôi trùng hợp nên tôi không thể tiếp đãi ông ta được. Thế nhưng chậm nhất vào tháng Giêng năm sau, tôi phải đến Nhật Bản để tham dự cuộc hội nghị ở Đông Kinh. Lúc đó tôi sẽ đến thăm ông ta. Ông ta dùng phương pháp khoa học để chứng minh, chứng thực. Chúng ta dùng thiện ý. Ông ta lấy nước để thí nghiệm, dùng thiện ý đối xử với nước thì nước kết tinh rất tốt đẹp. Nếu chúng ta dùng ác ý đối xử với nước thì nước phản ứng rất là xấu xí. Đây là đã chứng minh, đã chứng minh một cách rõ ràng nhất. Vì sao nói quý vị thật sự tu hành thì tướng mạo của quý vị thay đổi rất là tốt đẹp? Bởi vì quý vị tu hành tức là quý vị đã đem tất cả ý niệm bất thiện đều đã tu sửa thành những ý niệm thiện nhất. Đó là tâm của quý vị thiện, tư tưởng của quý vị thiện, hành vi của quý vị thiện. Thì sự phản ứng đầu tiên là gì? Là những khí quan và tế bào trên thân của quý vị sẽ phản ứng đầu tiên giống như sự phản ứng của nước vậy. Mỗi một khí quan của quý vị sẽ thay đổi thành rất là tốt đẹp, trở thành khỏe mạnh nhất. Mỗi một tế bào cũng thay đổi thành rất là tốt đẹp. Thì quý vị trẻ ra. Đó là đạo lý như vậy. Xưa kia chúng tôi chỉ biết tuân theo Phật tại trong kinh dạy, mà thật sự hết lòng y giáo tu hành, cũng không có nghĩ đến cái gì là tướng hảo, thân thể khỏe mạnh, không có nghĩ đến chuyện này. Vì đó là quả báo tốt của chúng ta. Chỉ nghe lời
chỉ nghe những lời của thầy dạy, thật sự từ trong tâm mà sửa đổi 180 độ, quả nhiên sự sửa đổi đó đã có hiệu quả, đã có hiệu quả mà tự chúng tôi cũng không phát giác được, nhưng người khác thì phát giác được. Người khác phát giác được tướng mạo của chúng tôi đã thay đổi. Tướng mạo bây giờ so với tướng mạo xưa kia tốt hơn rất nhiều. Khí sắc cũng khác hẳn. Thân thể thì khỏe mạnh. Trước kia thì thường sanh bệnh, thường hay có đau lưng nhức mỏi. Bây giờ không còn nữa. Trước kia thỉnh thoảng còn có cảm mạo. Mấy năm gần đây thì không còn nữa. Chú tâm mà xem xét. Chúng tôi tự mình chú tâm mà phản tỉnh mới thật sự hiểu được, đó là hiệu ứng tiêu trừ nghiệp chướng. Năm xưa đại sư Chương Gia dạy tôi, trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Ngài dạy tôi cầu Phật, dạy tôi không nên cầu người. Ngài nói cầu người, nếu người ta không đáp ứng thì ngươi sẽ sanh phiền não. Tôi nói không sai, dĩ nhiên là sanh phiền não, vì thất vọng bị ngăn trở, trong tâm sẽ khó chịu. Ngài nói nên cầu Phật Bồ Tát. Nếu cầu Phật Bồ Tát mà không có cảm ứng, đó là nguyên nhân nào? Là tự mình có nghiệp chướng, thì phải sám trừ nghiệp chướng, thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Đích thật là có cầu thì ứng. Phật cầu Phật Bồ Tát phải cầu như lý như pháp, tuyệt đối không vì mình hưởng thụ, tuyệt đối không vì mình, không vì cá nhân mình. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần trong thế gian này, tuyệt đối không mong cầu những thứ này. Mong cầu những thứ này là tăng trưởng lòng tham sân si mạng của quý vị. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi tuyệt đối không để cho quý vị tăng trưởng tham sân si mạng. Phật Bồ Tát Từ Bi giúp cho quý vị tiêu trừ tham sân si mạng. Nếu quý vị thật sự sám trừ tham sân si mạng, niệm niệm vì chánh pháp trụ lâu dài, vì tiếp nối huệ mạng của Phật, vì giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, thì tất cả chư Phật Bồ Tát đều hộ niệm cho quý vị, đều giúp đỡ cho quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị là vì quý vị và các ngài đồng tâm, đồng chí hướng, đồng hạnh. Đức hạnh của chư Phật Bồ Tát là như vậy. Quý vị cũng giống như các ngài vậy, thì sức oai thần của các ngài gia trì cho quý vị. Ở chỗ này, Thiền sư Trung Phong khuyên chúng ta phát nguyện. Hy vọng mỗi lời nguyện của chúng ta đều tương ứng với 48 lời nguyện của A-di-đà Phật. Thì quý vị sẽ được gia trì viên mãn. A-di-đà Phật gia trì cho quý vị, mười phương tất cả chư Phật đều gia trì cho quý vị. Làm sao quý vị mà không được tự tại? Làm sao quý vị mà không được vui sướng? Vì được mười phương tất cả chư Phật gia trì, xin thưa với quý vị, mười phương tất cả thiện thần cũng gia trì cho quý vị.
tâm nguyện giải, tâm nguyện giải hạnh của họ đều giống nhau. Cho nên chúng ta phải rất coi trọng một nguyện này. Nếu chúng ta đối với mọi người không có lễ phép, cống cao tự đại, khinh thường người khác, đó đều là nghiệp chướng. Cho nên lễ kính chư Phật là sám hối nghiệp chướng, xưng tán Như Lai cũng là sám hối nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng lớn nhất là ganh ghét. Ganh ghét sẽ làm chướng ngại chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người khác làm chuyện tốt thì tuyệt đối không nhắc đến, nhưng có lúc người khác làm chuyện bất thiện thì suốt đời đến tối cứ nói lỗi của người của họ, tự khen mình chê người khác. Cho nên xưng tán Như Lai là sám hối cái nghiệp chướng này. Rộng tu cúng dường cũng là sám hối nghiệp chướng. Nếu tâm lượng của mình nhỏ hẹp, tự tư tự lợi, không thể xả kỵ vị tha, thì quý vị làm sao rộng tu cúng dường? Quý vị hãy nghĩ xem, đây có phải là sám hối nghiệp chướng hay không? Sau đó quý vị lại xem Phổ Hiền thập nguyện, mỗi một nguyện đều là sám hối nghiệp chướng. Cho nên trong 10 nguyện này nói chung là sám hối nghiệp chướng. Chúng ta cũng có thể nói Bồ Tát Đạo từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai tu pháp gì? Là tu sám hối nghiệp chướng. Quý vị phải sám trừ hết nghiệp chướng cho sạch, cho rốt ráo sạch sẽ, không còn chút nào, thì quý vị mới viên mãn thành Phật. Ở phần trước tôi đã nói qua, bậc đánh giác Bồ Tát vẫn còn mang một phẩm sanh tướng vô minh, tức là nghiệp chướng của họ. Nếu họ sám hối hết một phẩm sanh tướng vô minh thì họ chứng đắc viên mãn Phật quả. Cho nên tự chúng ta nhất định phải biết nghiệp chướng của mình sâu nặng. Mỗi ngày phải phát hiện nghiệp chướng của mình, mỗi ngày phải sám trừ nghiệp chướng của mình, thì chúng ta trên đường Bồ Đề mới có tiến bộ. Nguyện thứ năm là ngũ giả tùy hỷ công đức. Điều này rất là quan trọng. Để đối trị điều gì? Là đối trị ganh ghét chướng ngại. Chúng ta nhìn thấy người khác làm việc tốt thì trong tâm không vui, thậm chí còn nghĩ cách làm trở ngại, cản trở họ, không cho họ làm được thành công. Trong đời này chúng tôi gặp phải không biết là bao nhiêu lần. Vào năm 1999, kỷ niệm 50 năm lập quốc của Trung Quốc, tôi được mời tham dự đại lễ khánh chúc ngũ thập chu niên. Tôi ở Bắc Kinh có đi tham quan kinh khắc đá ở Phòng Sơn. Tôi vô cùng yêu thích. Nhằm đúng ngày lúc đó, có một vị cư sĩ cúng dường cho tôi một số tiền. Số tiền này cũng không ít, có thể in được số kinh khắc đá ở Phòng Sơn. Thì tôi đến Bắc Kinh, được ông Diệp Cục Trưởng Cục Tôn Giáo Nhà Nước tiếp đãi. Tôi đem chuyện in kinh khắc đá nói với ông Diệp Cục Trưởng. Tôi nói tôi hy vọng in lại 1.000 bộ kinh khắc đá ở Phòng Sơn, gửi tặng cho nhà nước, bản thân tôi thì không cần. Hy vọng nhà nước gửi tặng cho những thư viện của các quốc gia trên toàn thế giới có thể bảo tồn vĩnh viễn, vì đó là nghệ thuật phẩm, cũng là nghệ thuật phẩm cao cấp. Tuy họ có in ra nhưng in chữ quá nhỏ, không thể đọc, chỉ có thể dùng làm tài liệu. Cho nên chúng tôi hy vọng in chữ lớn hơn thì dĩ nhiên số tập sẽ nhiều hơn, phân lượng cũng nhiều, giá thành thì cao, không sợ giá thành cao, phải in cho tốt đẹp tinh xảo,
khiến cho mọi người nhìn thấy liền sanh lòng vui mừng. Lúc đó nhà nước cũng đồng ý, họ đưa cho tôi một số văn kiện. Vì sao xảy ra nhiều trở ngại, việc in kinh khắc đá không thể hoàn thành, rất là đáng tiếc, vì họ không biết tu tùy hỷ công đức. Từ đó không còn nhắc đến chuyện in kinh khắc đá nữa. Hồi năm ngoái ở Đài Loan có người bàn đến chuyện in bộ tứ khố hội yếu, bởi vì số tiền đó vẫn còn. Tôi nghe được chuyện này thì rất hoan hỷ. Nếu như chúng tôi có được bản quyền của bộ tứ khố hội yếu, tôi cũng muốn in 1.000 bộ gửi tặng cho những thư viện của các đại học nổi tiếng trên toàn thế giới. Hình như cũng có mấy người bị thử tranh giành làm chuyện này, không ai nhường ai, cho nên làm chuyện này cũng không thành công. Nếu không biết tùy hỷ công đức, ai ai cũng muốn tranh giành. Tôi làm công đức này, người kia họ cũng muốn làm, mấy người tranh giành với nhau, thế là hư hết chuyện, không làm việc được gì cả. Có rất nhiều việc tốt chúng tôi muốn phát tâm làm, nhưng đều bị phá hoại hết. Vì mỗi cá nhân đều muốn tranh công, thật là đáng tiếc. Đây là chúng sanh không có phước. Chúng tôi muốn làm nhưng không thành công. Bây giờ thời gian đã đến.